Nếu thấy mệt, nghỉ một lát, rồi đi. Những câu nói hay và thấm, các bạn nên đọc một lần nhé. Kết hôn sau 30 tuổi vẫn đẹp, gây dựng gia đình sau 35 tuổi vẫn khả thi, mua nhà sau 40 tuổi vẫn hợp lý, đừng để người khác trói buộc bạn trong thời điểm của họ. Khi bạn đang nhởn nhơ, ngoài kia có hàng triệu người đang học tập và phấn đấu, hãy tập trung làm việc như thể có ai đó sẵn sàng làm việc 24 giờ trên ngày để cướp hết mọi thứ của bạn. Hãy luôn nhớ một câu nói, không có gì là tuyệt đối, đừng buồn khi bạn thất bại, sai lầm nhất của con người là không mắc sai lầm. Ai cũng phải đi trên con đường mang tên cuộc sống, có khi rơi nước mắt, có khi ngã gục, có khi run rẩy vì sợ hãi. Nhưng không phải vì bạn quá kém cỏi nên mới như vậy, cũng chẳng phải chỉ mình bạn như thế, nếu thấy mệt, nghỉ một lát rồi đi. Nếu bạn còn trẻ mà chỉ thích nhàn hạ và sung sướng, suốt ngày chỉ tính chuyện chơi bời với những thú vui tầm thường, thì sau này bạn sẽ phải trả giá bằng mồ hôi và nước mắt trong những ngày cực khổ. Giận là đem lỗi của người khác, trừng phạt lên bản thân mình. Trí thông minh bắt đầu từ kinh nghiệm, còn kinh nghiệm có được từ những sự ngu dốt của chúng ta. Nếu như bạn mong đợi người đời sẽ tử tế với bạn chỉ vì bạn đã tử tế với họ, thì cũng giống như việc bạn trông chờ một con sư tử không ăn thịt mình chỉ vì mình không ăn thịt nó. Người ta sẽ chả quan tâm bạn vất vả ra sao, cày bừa thế nào, họ chỉ nhìn vào thành quả mà bạn đạt được, rồi sẽ quyết định kính trọng hay miệt thị bạn.